Ngày 11 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã đến thủ đô Baghdad trong một chuyến thăm không báo trước nhằm thảo luận với giới chức Iraq về cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Bộ trưởng Le Drian đã có các cuộc gặp với Tổng thống Iraq Fuad Masum, Chủ tịch Quốc hội Salim al-Jubouri, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và người đồng cấp Khalid al-Obeidi. Trọng tâm bàn thảo là cuộc chiến chống IS. Ngoài ra, trong chuyến thăm Iraq lần này, Bộ trưởng Le Drian sẽ tới thăm các doanh trại quân đội Pháp đang đóng tại quốc gia Trung Đông này. Chuyến thăm bất ngờ đến Iraq của Bộ trưởng Le Drian diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng có chuyến thăm không báo trước đến thủ đô Baghdad, trong đó nhấn mạnh lực lượng liên quân và Iraq cần đẩy mạnh cuộc chiến chống IS sau khi tổ chức khủng bố này hứng chịu một loạt thất bại. Ngoài các thách thức về an ninh, Iraq cũng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế do giá dầu lao dốc và căng thẳng chính trị leo thang. Pháp nằm trong số những quốc gia tham gia chiến dịch không kích của Liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các phiến quân IS, cũng như cung cấp các hỗ trợ và huấn luyện lực lượng an ninh tại Iraq và Syria. Theo thống kê, quân đội Pháp đã tiến hành tổng cộng hơn 580 đợt không kích nhằm tiêu diệt các tay súng IS, phá hủy hơn 1.000 mục tiêu. Hiện có khoảng 350 binh lính Pháp đang được triển khai tại Iraq.